nhìn quá. Cả nhà một ngày mới đầy tốt lành và nhiều may mắn. Hôm nay mình lại đi dân lưới cả nhà. Này, một thứ của mình không gài nè, không dân không gài, mình đi dân câu, đi cầm câu chứ không gài, mình đi cầm câu trên miếng ruộng mà dưới có đem theo cái thùng để mình dân xong rồi mình chờ mình cuốn luôn. Đây, hôm nay mình lại tiếp tục dằn với con kênh thủy lợi đây cả nhà. Ông gà nó chưa xả nước nữa. Đó, bữa trước mình dằn mệt trên kia, giờ mình xuống dưới vách này mình dằn. Dưới này nước nó sâu hơn. Thôi mình đi dằn luôn cả nhà ơi. Mình cũng dân lưới xong luôn rồi cả nhà. Đây mình dân từ mệt cái đằng cái cống bằng đó đó xuống tới mệt dưới này luôn, mệt dưới kia luôn, thấy ha, hai tay lắm, dài lắm. Rồi bây giờ thì mình chờ đợi thôi. Nãy giờ cũng khá lâu rồi cả nhà. Giờ mình xuống mình đi cuốn lưới thôi. Này, về sớm sớm này còn ra lộ rước cha với nhỏ em vô nữa. Này cha nhỏ em ở quê mới ra,
này cỡ 8 giờ 8 mấy là mình tới trên này rồi. Lúc này hơn 7 giờ rồi. Mình tranh thủ mình cuốn rồi. Rồi. Mới nghe bà chị kia nói cái trên người ta chuẩn bị xả nước rồi, mình cũng tranh thủ mình cuốn sơm sơm đi, hồi nước xả xuống là rồi lúc luôn, bỏ luôn ấy. Ôi ôi, nó cao rồi. Mới xuống dính cà rô phi rồi à nha. Quá quậy. Vâng, thấy nước xuống rồi đó. Thấy nước đang chảy xuống á. Thấy hôm nay mưa quá trời mà ở trên kia chưa xả nước xuống. Mới ra dàn lưới xíu đây xả rồi. Dạ. Cái này chủ yếu cá rô phi thôi. Dạ. Ôi này chắc cuốn về rồi gỡ luôn chứ, nên đang xả xuống mạnh dữ rồi. Vâng. Đấy, trong kia nó khô gan hết rồi. Vâng.
nước xuống mạnh quá cũng về cả luôn cả nhà ơi. Thôi hồi nó lúc hết ạ. Mình vừa cuốn lưới xong cả nhà, quá trời dính luôn. Mãi là vừa cuốn xong nước lên gần tới ống cống luôn rồi, mà ống cống thấp chủng rồi, trễ chút xíu nữa là đút máy luôn rồi, quá may mắn. Rồi mình chạy về anh khảo luôn cả nhà ơi. Lưới mình cũng đem về máng ở đây cả nhà, cá dính quá trời luôn. Máng đây cho dễ gỡ. Ở trên người ta đang xả đập, mình không có gỡ kẹp. Nước lên nhanh quá trời. Thôi giờ mình tiến hành gỡ luôn. Xong rồi cả nhà, cao quá trời luôn, cái rãnh câu phì chê, còn mấy con câu phì sống gần bên này. Rồi, cá mình cũng gỡ xong luôn rồi cả nhà. Rồi, mình cũng xin phép dừng video tại đây. Nếu cả nhà xem cảm thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký để kênh Ngày Một phát triển nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.